Cuộc sống phù hoa này, sắc đẹp và danh lợi, tất cả đều quan trọng lắm hay sao? Nếu như một ngày nào đó chúng không còn trên đời này nữa, thì chuyện gì sẽ xảy ra? Ambapali, nhan sắc rồi cũng sẽ phai tàn. Trong đời sống này không có gì là vĩnh cửu cả, luôn vô thường như vậy, khiến trong lòng luôn thấp thỏm lo âu. Vật dụng và tài sản có thể không có giá trị, nhưng sự dấn dương bám víu vào những cái đẹp, tất cả những điều đó khiến chúng ta bị buộc chặt vào đó, rồi sinh ra ngã mạn và khiến cho nó lớn dần. Nhưng nó chỉ là mây khói thoáng qua. Khi cô đi vào thiền định sẽ phát hiện những thứ chúng ta bám víu đó chẳng qua chỉ là cảnh tượng hư ảo. Ambapali, nỗi buồn đau của cô từ từ sẽ được tan biến. Love.